chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Nhân Giả Đồng Quê. Sáng hôm nay thì gặp cũng giao lên chùa cả nhà ơi. Thì hôm nay dì sẽ lên kiểm kê lại cái phần gạch coi dao nó có đủ hay không nha. Tại vì chiều hôm qua là dì đi mua có mình nên nè. Cho nên là phiếu thì ở dưới là dì giữ. Cho nên là sáng hôm nay dì lên. Cha. Dạ, xe gạch này lên nãy giờ lâu chưa hả ha? Dạ, cũng mới lên đây, nãy chưa xuống chưa hết. Dạ. Cũng bốc xếp còn đang xuống gạch. Đây là những cái phần gạch nè. Cái màu gạch trắng mà bóng. Nay lính làng đấu tiểu trơn rồi trận. Đi kiếm mồi hả? Bữa nay nó đi kiếm mồi nè, cúp điện. Bữa nay cúp điện hả? Trời ơi. Đâu có được làm đâu, mở máy ra cúp điện đi kiếm mồi luôn rồi. Đây cái thằng gạch nè. Còn đây bên đây viền hả? Trời ơi, viền đẹp nữa. Ủa sao bữa nay có mình nên nè hả? Bữa nay tài xế nó ăn chung mà. Dạ. Bao hết. Không không có bốc giác rồi bao hết. Bao hết luôn. Sao cho coi nữa. Trời ơi. Dạ mình mơ kia đi. Đếm coi đây mấy người, lát là chia mấy người đó. Cái miếng viền rất là đẹp luôn nha. Cô. Dạ cảm ơn cô. Dạ dạ. Vô đây nó tốt nha. Bốc xếp thì cũng sắp sửa xong rồi. Anh Sang, chút nữa coi kiểm giùm. Viền là 54 hộp nè. Còn cái phần trắng là 215 hộp. Là phần trắng là giao xuống hết hay gì đó. Đường xe này giao đủ luôn. Dạ là giao đủ. Này giao đủ luôn anh. U hú hồn, coi có bể không. Cảm ơn, thôi chúc luôn. Ơi. Không. Nó bẫy là nó sợ rồi đó. Cái gạch lót nó hơi bẫy luôn á, 3 2 3 3 cái này là mình đi con chiến một luôn ha. Dạ con chiến một. Cái này đào đào nó giao có dư không về thế chắc không đâu. Không có chuyện hao bể gì sao hả? Có chuyện hao bể không? Có bể thì em đem về nó đổi sao. Đổi sao tự giết chạy lên luôn. Tự giết chạy lên. Còn bể thì còn dư thì chắc không có dư. Sau lần này làm kỹ lắm, dán băng keo lại từ khớp hết trơn. Sắp sửa xuống hàng rồi, xong rồi đó cả nhà ơi. Thì lần trước mấy chú giao gạch lót bà con lại rất là đông luôn. Hôm nay cũng khá là đông đủ luôn á. Như cha nè, ban quản trị của chùa đều có mặt được đầy đủ hết. Rồi anh Sang kiểm như Minh Sang đủ chưa? Hợp nữa. Rồi cái phần bên gạch trơn đây là đủ rồi đó. Đủ rồi ha, còn gạch viền. Gạch viền là mình 54 hợp.
52. Này là bao nhiêu? 54. 54. Có lộn không? Rồi thì cái phần gạch đó nó cũng giao đầy đủ hết trơn rồi đó cả nhà ơi. Rồi thì hôm nay cũng cúp điện cho nên là không có làm được, chỉ làm nở cái tiến độ ngạn qua không, mà lót là cũng khá là nhiều luôn rồi đó. Cái này là còn dựng này, nếu mà tranh thủ lót dựng ngày nữa là xong rồi. 2 ngày nữa. Nó có đem kè lên không? Có. Có đem 4 mạch ca đi thủy rồi đó. À, 4 mạch ca. Rồi vậy là hoàn thành những cái vật tư. Đã xong hết rồi. Dạ. Bây giờ là chỉ anh Sang là làm nữa là xong. Đợt này là mình chà gòn bằng xi măng luôn ha. Chà gòn xi măng luôn. Không cần phải chà gòn trắng kia, tại vì xi măng này á nó có nửa khô á, nó ngã cái màu cũng xám xám thôi. Nó cũng đẹp. Như cái này là mình chưa có hoàn thiện nè. Tại vì mình làm gầu xong thôi rồi mình vệ sinh rồi mình mới lắp gòn chỗ nào khuyết rồi lắp. Xe cát nó cũng giao tới luôn. Xe vậy là 4 khối. Xe 4 khối. Đợt này thì cũng con thấy lần này là được bác hỗ trợ khá là hoàn chỉnh rồi đó. Cũng như thằng có lót nền nè, gạch dán nè. Thấy cái chùa mình cũng sửa hoàn thành rồi đó. Cũng nếu mà mình dán rồi khoảng chừng được cỡ vô cỡ 80% rồi. Thì cha có cảm giác như thế nào khi mà chùa của mình á được cũng sắp sửa hoàn thành á? Thì cảm giác của cha thì nó thấy mơ ước của cha là không biết chừng nào bây giờ nó có ông chú ổng tiếp hỗ trợ nhiều như vậy tôi cũng mừng. Dạ. Ở trong chùa tôi đoán là cái chùa của mình nếu mà không có chú thì hỗ trợ tiếp như vậy mình đơn nhất khoảng chừng từ 3 năm đến 4 năm nữa nó mới xong, mới hoàn thành. Tại vì tiền mình đi nguyên góp đâu biết chừng nào nó được ít thôi. Dạ. Còn cái này bây giờ nó chú nó hỗ trợ gì mình cũng mau được tôi hoàn thành sớm. Nói chứ cũng có nhờ anh Sang. Dạ. Hỗ trợ cái phần làm, nếu mà không có ảnh thì ở chùa mình ngừng cũng kiếm thợ rồi cũng mệt mỏi lắm á. Thì đó là cũng nhờ của ông thợ này là mặn giỏi nữa. Dạ. Được mau. Nghe vui không cả? Vui. Vui rồi, chở gạch dán vô là không vui. Sửa là đẹp rồi, chùa mình chuẩn bị theo công trình này tiến độ là khoảng bao lâu mới xong hả? Theo như cái này chắc 1 tháng nữa là bên tôi hoàn thành. 1 tháng nữa ha, là dán lót là hoàn thành. Dán lót hoàn thành hết. Cũng nhanh nè. Nhanh. Hôm đó nay là mình lên là chừng hơn nửa tháng chứ gì. Khi đó bật đầu mình lên mình làm cầu 3 tầng. Hơn 3 tầng. 3 tầng, hơn nửa tháng. Là cũng gần tháng. Tuần này nữa là 1 tháng rồi. Tuần này là 1 tháng rồi. Gạch thì cũng đã giao xong rồi, thì mấy cô ở dưới đây cũng chuẩn bị một bữa cơm để nấu cho mấy chú thợ ăn cơm buổi sáng cả nhà. Chào mấy cô. Hôm nay mình nấu món gì vậy cô? Bí đào. Súp bí đào.
À, canh canh bí đao. Canh bí đao. Thọt à. À. Này là trên đây là nấu lò củi không à. Đó. Này là cái nồi thịt thịt hầm. Ở dưới con đó là kêu thịt hầm. Dạ, hầm bí đao. À. Trời ơi, quá trời ngon. À đây. Cá linh. Cá linh kho. Ừ. Ngon quá hả? Thơm. Cá linh kho tép mỡ. Quá trời ngon luôn. Thơm không cô? Dạ thơm. Quá trời luôn. Có rau nữa nè. Có rau ăn với cá linh kho. Dạ, chấm sống hả cô ha? Dạ. Này là thấy món ngon ngon không nè. Sớm giờ dắt nhau đi câu giờ về rồi đó mà không có con nào hết trơn. Rồi ăn cơm đây hả cô? Dạ, hôm nay con xin cô cho con ăn bữa dạ, cơm ở đây nha. Đâu có sao đâu. Tại ngon không ngon đừng mà ấy. Dạ. Không con không có về đâu. Ngon đừng khen mà khen không ngon đừng chê. Vậy là mình chỉ nấu có cái món canh nữa là xong rồi đó hả cô? Dạ, xong rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ cho bí đao vô nha. Hôm nay là nấu một nồi canh bí đao thiệt là to luôn nha. À, tới mười mấy ông chú thợ lận. Ủa sạch là cái khơi. Quá trời hấp dẫn luôn. Này, này là lẩu nấu cà gàng ba ông táo. Rồi thì cũng đến giờ cơm rồi đó, mấy cô cũng dọn bàn ra cho mấy chú thợ đây. Đây nguyên một đội thợ xây cất cái chùa nha, những thợ chánh không đó. Sao không gài ở trên này mấy cô nấu cơm ăn được không? Được. Ngon không? Ngon. Ở trên này là mình ăn tô không mà chứ không có ăn chén. Hôm nay là ăn cá linh kho tép mỡ với lại canh bí đao hầm thịt, thêm dưa hấu, rau sống nữa. Quá trần luôn. Vô, 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 thôi bây giờ dì cũng xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng lên ăn cơm với dì luôn nha. Hôm nay mình ăn cơm với mấy cô một bữa, cô mấy cô lên ăn cơm chung với con luôn nè. Đây ăn cơm với ăn cơm chùa với dạ ăn cơm chùa với mình nói cho mình chơi mình cô ăn cơm mà cơ mấy cô lên ăn chung với con luôn. Ờ nào lên chan nữa một món đậm chan đi không qua. Xì xì bay là gì? Học cơm. Xì xì bay à? Xì bay. Học bay, học bay. Học bay dùng cơm. Bây giờ thì cơm mình cứu á. Bên cơm luôn mấy cô ơi. Mấy cô lên ăn cơm chung với con luôn đi. Cả nhà mình dùng cơm nè. Rồi, mời cả nhà mình ăn cơm. Nè nè, bố nè. Dạ, dạ, dạ. Rồi, cảm ơn. Cơm không? Bên đây. Nước, nước đá. Nước sạch đá. Trong lắm. Rồi. Ăn mổ mà. Mình lên đây là mình ăn hai thứ luôn, đủ mổ luôn. Thứ. Rồi, thôi dùng mấy cơm. Rồi con mời cả nhà. Dùng mấy, dùng mấy, dùng mấy. Đó, đu ba em chan nữa. Nói chứ mình ăn cơm, mình ăn tô chứ nó ngon lắm á. Ăn ngon hơn ăn chén ăn vậy. Ăn tô, ăn muỗng. Chén nha, ăn đũa. Dạ. Ủa có. Ăn tô như vậy mình bới ăn tô cái là xong rồi. Chén cái bắt bới hoài. Rồi chén bắt bới hoài. Cái linh kho tép mỡ. Bữa đầu tiên, bữa đầu tiên lên là qua bữa sau là hết gạo luôn đó. Gạo ở trong ấy là không có lấy ra. Bữa nay là mình thử tay nghề của mấy cô trên này như thế nào nha. Ăn coi có giống khẩu vị của nhà mình ăn không. Ngon ngon. Nào,
ở trên này cũng giống như khẩu vị của mình dưới à. Đúng rồi. Không có gì khác lạ chứ. Nè, cơm nè, cơm. Không mà tôi lo đấy cho đem tôi mặc lên anh thay mày. Để coi mấy chú đó. Thêm canh thêm cơm nữa không mấy chú. Chơi không tôi lại không cao mà. Nó chơi trên này có nhờ có mấy cô á cũng đỡ cho mấy chú thợ ra nhiều lắm. Đây ở dưới thì lên này đường hơi xa là phải bắt buộc ở trên này là khoảng một tuần lễ mới về một lần. Thịt mát. Cá linh phô béo ngon. Bữa nay ông Sang ở trên này ở dưới nó xấu ha. Bữa nay ông thợ bỏ quá lính trời rồi. Con ở sao mà lính chán không bình gì trơn. Được chưa? Không? Bữa nay ông thợ cũng bỏ lính rồi. Lo năm, lo năm nhau à. Khoa ra lắc lắc ôi. Trên này cho mấy chú nấu cũng hiểu gì chứ. Bây giờ nói múc canh thêm rồi, canh linh thêm không? Em nói còn mà thiếu thiếu vô leo hết, vô leo mà vô leo hết rồi. Cái nào hết mình kiếm cái đó. Chơi. Bữa nay ở đây chút tiện. Bên dưới rau này. Cái này là cơm thấp. Cơm thấp tàu rau. Rồi rau muống. Đậu rồng. Cũng không biết ăn. Không ăn dặn thử rồi cho biết. Cũng tắt hả? Dạ, con không biết ăn. Không. Nó có gì á? Quay phim con hôm qua chứ. Quay phim ăn đâu? Quay phim nó cô không ăn hả? Cô mắc cỡ hả? Chú ăn cơm. À. Không có mắc cỡ. Chú quay phim là không ăn. Dạ. Không có đói. Quay nò. Quay nò. Mấy cô nó ăn ngon quá. Bài từng lắm. Nghe nên vô ta bài tí, nên mòn ấy tí. Mưa là con ao thì lo cơm vô, chẳng ra cơm vô. Hai nữa. Rái. Mưa tạp. Mà chơm, hôm nay á, lên dùng bữa cơm với chùa. Ngon lắm mấy cô ở đây nấu ăn vừa miệng ghê luôn á cả nhà. Thì mọi thứ gì cũng đã sắp xếp sẵn sàng hết rồi. Thì cái phần vật tư đồ á, thì cũng đã mua xong. Thì cái phần còn lại em giao lại cho anh Sang nha. Rồi rồi. Rồi chừng nào á, gần xong á. Alo em. Cũng cứ nếu mà có rảnh, có thời gian rảnh thì em sẽ lên để em sắp xếp công việc ở dưới đó, tranh thủ lên đây. Thì thôi mình cũng xin tạm dừng video tại đây cả nhà ơi. Hôm nay là được bữa cơm khá là ngon luôn á. Thì cũng xin kính chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ luôn. Và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.